Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối ngày 26. Tối hôm nay thì em lên những bộ đồ bộ nha anh em. Anh em nào mà chưa có một bộ cho mình hoặc là mình ghép mà chưa được thì chốt nguyên bộ cho nó khỏe nha. Có là bận liền, không cần phải chờ đợi nữa phải không anh em. Thì bộ này là em lên đầu lai lên bộ combo 3 cái luôn. Tức là em ghép vừa anh em bận được hai bộ áo thun này, áo thun bận vê quần gọi là áo compact, ai có nhu cầu mua nhá, áo compact bận với quần và áo bộ binh bận nguyên bộ. Thì em lên áo compact trước này. Áo compact này nhìn nó cũng không có mới lắm nữa đâu, con này size M, size M nha anh em. Đấy, M là medium 7-80 kg. À, medium là 60-65 kg. Con này báo cáo là không có được mới lắm nha. Nhưng mà bộ thì đẹp, cái chỗ này nó miếng dán nó bị tước tước, bị xước xước. À, bị xù xù lông này. M là 60-65 và bận body là 7-80 kg. Con này dài áo là 83, con này khá là dài á. Báo cáo là cái áo này nó không mới lắm nha, không mới lắm. Rồi, với cái quần là quần chất vải chống cháy này. Cái này với bộ này thì ok, vừa được đẹp theo một phong cách khác. Anh em thích bận trẻ trẻ trung trung thì chơi như vậy nha. Rồi, thêm cái quần này bỏ ra này, quần này bỏ, à, cái áo bỏ ra. Rồi thêm con áo này. Con áo này thì em đo vai. Vai của nó là 48. Dài áo là 71. Con này nói chung nguyên bộ này thì mới cứng nha. Nó mới cứng, không phải mới cứng đâu. 96% thôi. Nhiều khi cứ cứng cứng là lại oát mất. Nhưng mà cái áo thì trùng màu. Cái áo thun là trùng màu. Đấy. Nguyên bộ 96% trở lên. Còn cái quần em đo quần bụng nha. Cái quần bụng là 80. Cũng 80. Anh em nào thích kèm cái quần, cái áo thun thì kèm này. Dài là 108. Không có lầm lỗi gì hết, để review hết nha. Nó không có lầm lỗi gì hết luôn. Ai thích được một bộ để bận thì chốt giùm em. Chốt giùm em 1.6 triệu ba cái, 1.600 ba cái. Cái này là em bán 1.700 này, nhưng mà giờ em bớt cho anh em 100 ha. 1.700 em ghi 1.700 này, em đang sửa lại 1.600 em bớt 100. Ba cái nha, ba cái là ba bộ, hai bộ bận theo kiểu hai bộ này. Cho chúng em mã số 54, mã 54 được ba cái. Bữa nay thì bận bộ này, mai bận bộ kia, theo kiểu này kiểu kia anh em. Ít khi mà được như vậy lắm em, khui em gặp được như vậy là em ghép luôn nha. Mình một người chốt khỏi mất công mà lùm lùm nhặt nhặt lắp nhắt, nó mất công. Rồi tiếp một bộ thứ hai. Ta lên bộ này này. Trong các dòng đồ bộ ACU và cọc trắng là nó rẻ nhất. Ai thích rẻ thì tìm bộ này chốt này. Cọc trắng chất vải caro. Thằng quần caro áo kaki á trời. Rồi con này là vai 48. Dòng này ít khi mà được con vai to như nhé. Toàn là vai bé không à. Dài áo của nó là 80. Dài áo 80 nha. 80 là phải cao trên 1.7 à. Em phải bận vào để anh em dòm. Không có cái đồ nào mà thoát khỏi tay em không bận được hết. Đấy. Con này không có tem nha. Anh em nhìn kỹ giùm em rồi đừng có về bảo là con anh chốt con có tem mà lại con này không có tem này. Đấy.
tuyệt đối, độ mới là 96% luôn. Quá đẹp. Con này là bụng 88, căng hết cỡ là 98. 88, 8 túi luôn. Dài quần là 114. Ai ốt chốt bộ này chốt giùm em 600.000 mã 56. Mã 56. Mã 56 nha anh em. Cả bộ là 600.000. Rồi, tiếp một bộ thủy quân lục chiến. Nói về các bộ đồ bộ thủy quân lục chiến cũng hiếm lắm nha. Mấy bộ khác thì được, nhưng mà bộ này tương đối chứ không có tuyệt đối. Em nhìn thấy không ạ? Tức là cái quần này mới hơn con áo này một chút. Mới hơn nha. Chất vải cơ kia, hàng của lính Mỹ nha anh em. Khi nào mà của nước khác thì em nói nước khác. Còn hầu hết em bán đồ Mỹ cho nên là ít khi em nói là cái này của Mỹ hoặc cái gì đó. Không phải. Con này vai 49, dài áo 75. Anh em sử dụng một thời gian thì nó sẽ đều, bởi vì cái quần là mình bận nhiều hơn hơn áo không. Đó. Ai chấp nhận thì chốt giùm em này. Ở sông Mông có một cái tem này. Con này là bụng 84, căng hết cỡ là 90. Cái này là nhanh nha. Mua về là chỉ có bận được thôi, chứ không cần phải bỏ thời gian me canh rồi để mà chốt cả bộ. Nó lâu quá anh em. Dài 112. Còn bên em bán là cứ bán lẻ. Anh em tự mua về ghép này ghép kia, chờ gặp được hàng mình chốt. Con này là chơi là có là bẩn luôn. Đấy. Đẹp. Thủy quân lục chiến của lính Mỹ nha. Quần nó mới 98% luôn. Báo cáo anh em 96 đến 98% luôn. Rồi chốt cho em coi. Cái bộ này là 1.4 triệu, mã 55. 1.4 triệu mã 55. Ai ưng chốt giùm em ha. Cái một bộ sa mạc này, bộ này nó mới sốc này. Cái này một bộ combo của nó là gồm cái gì? Một con M65. Bộ combo anh nào vừa một quất này là đủ luôn nha. Một con M65 này. Em lên lên cái áo trước. Vai 55 dành cho anh em size lát nha. Dài áo là 82, 55, 82. Size lát regular, tem còn mới cứng luôn này. À, tức là 80 đến 90 kg và cao 1m7 đến 1m74. Con này mới keng à. Cái miếng dán này thì anh em đừng có tin nhá. Nó có miếng dán này này. Mấy cái này là đúng chuẩn của hàng chưa cấp phát nhưng mà chưa sử dụng thì cái tem khác, mã xuất kho khác, không phải cái đấy. Áo mới, tem mới nha. 80 đến 90 kg và cao 1m7 đến 1m74. Cái dòng này là từ năm 2000 trở về đây là nó không có chữ A. Chuẩn hàng cấp phát nha anh em. Sa mạc 3 màu nha. Không tì vết luôn. Mới keng. Nói chung là con này mới 96%. Bây giờ em đưa cái quần ra anh em có thể bẩn nguyên một bộ này. À, anh em bẩn nguyên bộ quần và áo M65 ở trong ốc thun cũng được. Bây giờ em đo cái quần nhé. Cái quần là bụng 100. 100 anh em đôn về là 95. Thì là ai 80-90kg mới vừa cái dòng này nhá. Dài 104. Ok, quần áo thì mới khỏi phải bàn luôn. Khỏi phải bàn luôn. Bộ khỏi phải bàn luôn. Ở sau có cái tên của nó luôn này. Mới kem. Rồi đấy là một bộ. Bây giờ cái quần em lại ghép thêm một con áo nữa. Là ba cái nha. Đang nói ba cái nha. Bán ba cái nha. Rồi con áo là áo của nó đây. Chất vải caro. Quần và áo thì caro. Còn mới số 5 không bao giờ có caro. Các y thôi. Vai của nó là 54.
dài áo là 77. Chụp chơi một bộ này thì đẹp như mơ, huyền mơ nồng mộng luôn, tem full luôn này. Đó, đầy đủ nha, của một ông lính tên này, tên của ông đây luôn ạ. Rất là mới, 96% trở lên, 96% trở lên. Rồi, một bộ ok luôn này. Đấy là một bộ áo M65 và anh em có thể bận qua bộ này cũng là ok. Nhiều khi anh em mà mua áo M65 và ghép một cái quần khác nó cũng lệch màu nha. Lệch màu là nó không ghép được, cái này là logic luôn. À, thành một combo đẹp. Rồi ai chốt nguyên dùm em 3 cái này, giá 2 triệu mã 53, 3 cái. Em nói thiệt anh em, một con M65 sa mạc này nếu như size medium nó là đã 2 triệu rồi, không có cái bộ đồ này nữa đâu nhá. Mà con này anh em được thêm là cả bộ đồ nữa đó. Tiếp tục là bộ multicam. Multicam này thì áo compact. Khi mà anh em bận đồ á, nguyên một bộ như thế này thì đây là do em cắt cổ tay nó trẻ lại một chút. Còn khi anh em bận nguyên một bộ nhìn nó chững chạc lắm. Còn anh em muốn trẻ trung lại một chút thì anh em lại bận ghép với áo thun như thế này. À, là lại trẻ ra một chút, trẻ tuổi một chút nha anh em. Thì cái áo compact này là cổ dây kéo. Đấy. Con này tương đương với 60-65 kg thôi nha anh em. 60-65 kg. Nhưng mà ngắn. Con áo này thì ngắn. Dài áo chỉ có 60 thôi. Dài áo 60 thôi. 60-65 kg là vẫn ok. Nhưng mà áo này đặc biệt thì em không biết nước nào. Nó ở trong có cái tem này small nữa. Trong có cái tem nhỏ này này. À, ở đây có một cái tem nữa. Hoàn để em coi nào. Có tem đây này. Con này là của cảnh sát hả? Taxi. Con này của cảnh sát chứ không phải là ấy rồi. Con này cảnh sát nha. Đây anh em đọc giùm em này. Cái này của dòng cảnh sát China. Cảnh sát China, Made in China này. Đó, nhưng mà cái quần này thì lại quần của Mỹ. Quần này quần Mỹ. Áo này em bận vừa luôn này, hơi rộng một chút thôi, nhưng mà em bận là vừa bộ này luôn. Nếu như chiều dài thì con này hơi dài, em bận bộ này hơi dài, nhưng mà bận vậy nó trẻ và đẹp nha nhé. Và rồi cái quần này thì là bụng 80, 78, 80 cũng được. 80 là bận hơi kịch một chút ạ. Dài 102 là cũng là small short rồi ha. Vừa một bộ vừa đẹp luôn này. Mới và đẹp luôn anh em ơi. Mới và đẹp luôn nha, không thì vết gì hết. Cái quần này là của lính Mỹ nha. Quần này của lính Mỹ này. Chốt cho em 1,2 triệu mã 52 một bộ này nhá. 1,2 triệu mã 52, 96% đồ mới. 96% đồ mới. Bữa nay về được mấy cái này em ghép thành bộ cho anh em ha. Ai chưa có thì tranh thủ chốt. Chỉ có một cái lô này về em mới ghép được thôi. Còn mà bình thường thì khó lắm. Lâu lắm rồi mới có bộ. Tiếp một bộ thủy quân vàng này, chất vải kaki của lính Mỹ nha anh em. Của lính Mỹ nha. Vai 50 ạ. Dài áo là 80. Vai 50, dài 80. Mới lắm. Mới tem à. Em tâm đắc nhất là cái lớp bộ này á, mới khiếp khủng rồi. Con này nếu như anh em bận mà hơi dài á, tại vì cái này có hai cái túi trên, anh em có thể cắt ngắn này. À, cắt ngắn này. Đấy, rất là dễ à. Quần đẹp không? Đẹp mà.
sau vẫn còn cái tên của lính này anh em. Ở lưng này là co giãn cho nên là đo nhỏ nhất và giãn ra to nhất nha. Nhỏ nhất của nó là 80 và căng hết cỡ là 88. Anh em kịch là được 90. Anh em khách mới mua lần đầu á, cho em nhắn nhủ một chút. Anh em mình chưa biết mua như thế nào thì nhắn tin cho em qua số điện thoại này nhá. Anh em đừng bình luận ở ngoài, có bình luận là tốt. Tốt cho anh em, lần sau nó sẽ em like cái gì nó sẽ báo cho anh em. Nhưng mà muốn mua đồ thì phải nhắn tin qua đây này, là sẽ có người trả lời. Ok, anh em thích cái này, thích bộ nào thì anh em nhắn giùm em, chốt mã bộ đó. Và like của đêm ngày 26 thì sẽ có người trả lời cho anh em ha. Dài 110 ạ. Quần nó hơi dài, mình cắt bớt nha anh em. Cái quần này nè, của lính Mỹ nó cao lắm. Đối với Việt Nam mà tìm được cái quần vừa dài bằng mình mà bề ngang bằng mình khó lắm. Anh em chờ mỏi cả mắt luôn. Cho nên á, quan trọng là vừa su ký, tức là vừa vòng bụng, còn chiều dài. Cắt bớt, cắt bớt như kiểu quần bò mình thôi. Rồi mới 96, nói 96 thì nói 98, nhưng mà 96 thôi. 96 thôi. Rồi, chốt cho em bộ này 800.000, mã 51. Đẹp tuyệt vời nha, em báo cáo anh em một cái nhỏ này, mách nhỏ này. Cái pin này là bằng kim loại. Anh em thấy cái pin này bình thường em bán một pin là mấy trăm? 200. Hai cái pin này nè là 400 rồi. Cái này là có lợi cho anh em nha. Đây là mách nhỏ thôi, chứ đáng lẽ ra cái pin này em không để cho anh em mua đâu. Không, pin bằng kim loại mình gắn trên mũ sơ muối á. Mách nhỏ, mách nhỏ này mách ngu, mách nhỏ. Rồi ai chốt giùm em mã 51 800.000. Tiếp một bộ không quân này nha anh em, bộ này là bộ đi mưa. Bộ áo mưa của không quân. Con này của không quân là hai da. Áo mưa hai da nha. Con này là size medium long, 70-80 kg. Chiều dài em đo chiều dài nha anh em này. Nó long nó dài chỉ có 80 thôi. So với áo 10-65 thì nó chỉ là regular thôi. Tức là cao 1m7. Ở trên này có mũ anh em không sử dụng anh em gập lại, cất cất giùm em nhé. Cái quần nó mới hơn cái áo anh em ơi. Ở trên này còn cái bằng không quân này. Đấy. Ok hết nha. Đẹp đều. Áo mưa này là đi mưa nha, không phải là đi tuyết. Áo đi tuyết khác mà đi mưa khác, đi gió khác anh em. Không có lầm nhầm lẫn được nha, 70-80 kg. Cao 1m7 trở lên. Nguyên một bộ không quân này, quần mới hơn này. À, cái quần này thì anh em có thể về đôn lại dây rút là ở 80 vẫn ok nhé. Cái bụng to nhất của nó là 100. Anh em có thể đôn về là 80, 100 đến 80. Rồi dài quần là 102. Anh em miếng dán ở dưới quần này này. Wow, rách quần rồi. Quần rách này em sẽ bán đồ rẻ cho anh em nhé. Bán áo mưa tặng quần nha. Cho nên là nguyên bộ này thông thường là 1,2 triệu, 1,2 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu tùy. Quần mới lắm, nhưng mà chả hiểu sao nó rách ở dưới. Nếu như giả sử, em nói điển hình, nếu như giả sử mà nó có ướt, ướt dưới mắt chân cũng chả có sao à. Chơi ở trên lưng quần hoặc trên cái đùi mới sợ, còn ở dưới chân không có sao. Anh em chỉ cần đưa một cái băng keo, không biết em còn cái keo kia nữa không ta. Nó keo tốc hành của nó, dán ép vào đây, cái là ok thôi. Chả có lăn tăn gì hết. Cái ống quần á, cái chỗ này em nói thêm nữa. Em nói thêm nữa, khi ống quần này của nó là thành 28. Khi anh em bẩn bẩn vào muốn đỡ ướt, dán tịt vào đây cho em ha. Dán sát vào đây thì cái thằng ướt rách này nó che mất tiêu rồi.
che mít tiêu ở trong này nó nằm gấp ở trong này mà đó, che mít tiêu. Nhưng mà vẫn bán cho anh em bộ này giá chỉ có 800 ngàn, bán chỉ có 800 ngàn mà 50. Đấy, ai mua bộ này mà chấp nhận được là quất được rẻ và lại không có ảnh hưởng gì lắm. Tức là nếu như anh em về dán, đưa keo dán lại hoặc may lại cái phần đó, nhưng mà khi anh em bận mưa cũng không vào được. Ok không? Ai ưng chốt giùm em mã 50, 500 ngàn đồ đi mưa nhé. Rồi em lên một con M51 mới keng. Mới keng này, mới keng còn lấp lánh luôn. Con này là size medium roller. Con này tem giấy nha, hôm qua em lên một con hồi sáng hay hồi trưa lên một con là tem in. Con này ba tem luôn. M51 mà ba tem y hệt như con M65 của em hồi đó, con đời 65 mà có ba tem. Đời 65. Cái thằng này cũng đời đầu nhưng mà ba tem và ba tem giấy. Còn tem in là trước nó một chút nha. Tem này. Chơi là chất này. Con này 70 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74, vai 54. Dài áo 81. Còn bóng này. Chất vải bóng lượng luôn, lấp lánh luôn. Như kiểu thằng sao tem bóng à. Ha. Chất rồi, mới kem. Cái dòng này nhìn cái kéo thì phê luôn. À, kéo cánh bướm này. Rồi, xanh ô liu cực đẹp. Không tí vết gì hết. Đừng có xuất hiện cái vết nữa là mệt đấy nha. Con này mới 96%. Có thể nói 98% nếu như con này có cái hộp. Nó không có hộp. 96%. Còn thơm. Nói thơm nhiều khi mình ngửi mùi đất mình kêu thơm. Thơm đất ở đây thơm vãi nha. Rồi, ai ưng con này chốt 8 triệu mã 64 giùm em. Chơi là chất nha anh em. Chơi với con này là chơi phát nào ra phát đó. Không có lẹt phẹt đâu em. Nó là đời đầu của M65 nha. Có nhiều anh em vẫn chưa hiểu con này không phải tên M65 thì lại nghĩ là ồ nó là M51 chứ không phải 65. Nhưng mà đúng nó là anh của thằng M65 đó, đẻ ra nó rồi mới đẻ ra thằng M65 đó. Anh em hay gọi là, có người ở nhiều vùng người gọi NATO, M65 jacket. Jacket mà đúng là từ jacket của nó là áo jacket đó. Áo jacket là có cái mũ bành nó to nữa. Nhưng mà có nhiều người gọi M65 cũng là jacket. Tiếp một con M65 mà di kéo bươi cá, thân đồng cổ đồng. Nhưng mà chỗ này sao nó rít rít, chả hiểu sao nó rít mà đoạn. Rồi, nó bị mắc cái dây chỉ. Con này lót trứng 6 thì không cần phải coi đời nữa phải không em. Lót trứng 6 là đời 72. Vai của nó là 54 và dài áo của nó là 85. 54-85. Con này màu hanh chứ không phải là ô liu, cũng không phải cỏ úa. Cái dây kéo này. Nhưng mà cái lớp chỗ này nó bị như kiểu lâu ngày không có sử dụng, nó có đồng, nó oxy hóa một chút không sao nha. Dây trên còn, dây dưới còn. Ở trong là lót trên 6 này là màu xanh xám, chất vải bốc lim. Khóa xe cô view ạ. Rồi trên này xuống đều, chỗ này có một chấm dơ nhỏ chích chích thôi. Nhỏ chút siêu thôi. Đằng sau này cũng ok luôn. Bên này chỗ này có một chấm dơ này. Con này không có đáng kể vào em. Có một chút ép. Chút ép này bận tâm gì. Đồ cũ là qua sử dụng mấy cái này thoát đâu chút khỏi. À, một chút ép này. Một chút siêu. Tiền nào của đấy mà. Bên này đều luôn. Bên này có một cái tem lụa. Chỗ này có vết
vết như hồ nó lướt qua cho nên nó có lúc lấp lánh, nó bóng bóng một chút nha. Bây giờ em đo lại vai này, con này là size small, size medium long. Em khỏi đọc đời nhá, cho anh em coi này, nó là đời 7. Vai của nó là 55. Vai 55, dài 84, 70 đến 80 kg và cao 1m74 trở lên nha nhé. Anh em nhớ giùm em là 70 đến 80 kg. Cao 1m74 trở lên là được. Đấy, con này ngon lành mà, đúng không? Quan trọng anh em có chiều cao 1m74 trở lên không này. Nếu như có một chiều cao như vậy thì chốt con này là đẹp. Nó mấy chấm không ăn nhầm gì hết, như kiểu con nó bôi một chút gì lên thôi ha. Không cần xử lý cũng được, xử lý càng tốt mà không xử lý cũng được. 70 đến 80 kg nha. Còn đầy đủ hai tem lụa. Chốt cho em con này là 2.4 mã số 3. Phần trăm con này em vẫn cho là 93. Thực ra nó chưa được nhưng mà cho luôn. Nó chưa được 93 đâu nhưng mà cho 93 luôn. Đẹp. Con này đẹp à. Nhớ giùm em nhá, phải cao 1m74 trở lên mới vừa con này. Còn anh em nào mà cao 1m7, 1m7 đến 1m74 thì anh em có thể rút cái dây lại. Rút cái dây lại thì nó sẽ đôn lại cái áo ngắn lên một chút. Thế một con cọp xưa này. Cọp, không phải cọp, cọp xưa mà cọp hàng cấp pháp của lính Mỹ nha. Nói về từ cọp nó rất là nhiều, small roller. Tem trắng luôn nha anh em. Tem trắng này. Cọp xưa của Mỹ ạ. Chất vải cơ ti vai của nó là 46, dài 72. Cái dòng cọp này thì nó rất là nhiều cọp dân dụng này, mà hầu hết là cọp dân dụng nhiều hơn phải không ạ? Cọp dân dụng này, cọp các nước khác rất là nhiều. Nhưng mà con này là cấp phát của lính Mỹ mà xưa. Tú vuông ạ. Đẹp không? Bịt khỏi kiểu lăn tăn nha. Bịt khỏi phải bàn nha. Đều và đẹp. Con này cũng 93 đến 96%. Nhưng mà chưa có bị quát một cái gì hết. Nhưng chỗ này nó bị đứt một chút chỉ này. Đứt một chút chỉ ngay góc túi thôi. Rất là đẹp, tuyệt vời. Cho anh em dòm cái tem phát đi. Dòm giùm em cái tem phát nha. Quá đẹp. Thông thường mà tìm một con áo cọp mà của hàng cấp phát của lính Mỹ khó lắm. Dân dùng thì nhiều, của Mỹ nhiều, dân dùng nhiều nhưng mà cấp phát cực kỳ hiếm. Rồi con này là 60 đến 70 kg. Đẹp không? Trời ơi, nhìn cái bịt của nó mê anh em ha. Chốt giùm em con này là 1.5 triệu mã 61. 1.500.000 mã số 1, 4 túi vuông nha. Nhiều khi mình bị nghiện được cái chỗ cái đồ này nha mà. Em nhiều khi em thấy những con mà nó đẹp quá mà mình không biết nói làm sao, không biết diễn tả sao. Không biết diễn tả cái cảm xúc của mình. Tiếp tục một cái con này là 4 túi này. Áo này cũng hiếm có, màu olive. Không phải dễ mà có 6 túi hộp của áo này đâu ạ. Vai 53, dài áo là 76, chất vải kaki. Con này cũng của Mỹ mà của hãng Chuspec. Size của nó là size X-Large Roller. Chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha. Rồi, 4 túi nha anh em, 4 túi nha, xanh lè. Xanh lè, xanh lè luôn. Xanh đều màu và đẹp. Không có tì vết cái gì. Có mấy cái lông này nó cứ dính ở đây không à. Rồi 93-95%. 93-95%.
4 túi, anh em nào mua được cái quần 4 túi hộp này, quần 6 túi hộp bận với con áo này nhá. Áo này em chưa có cài cúc lại gì hết á, khui sao bán về chứ không có tước tiếp gì hết. Anh em thông cảm nha. Con này to à, 8-90 kg, 8-90 kg. Rồi ai chốt con này giùm em 600.000 mã 62. 600.000 mã 62. Đẹp đủ mới cao ạ. Tiếp một con combat vải thun nha anh em. Vải thun co giãn nha. Dây kéo cổ này. Màu xanh ô liu luôn. Con này cũng của Mỹ. Size medium. Hàng của Mỹ nha. Size medium này. 100 bote. Đấy, rất là mới nha. Con này là anh em bận ở trong này như kiểu một lớp len á ha. Nhưng mà giống nỉ thôi chứ không phải len đâu. Như kiểu là lớp nỉ hai da này. Đó, ở ngoài là mịn, ở trong này nó xù xù một chút. Mới cứng luôn. Con này mới cứng luôn. Nếu mà trời mà se lạnh bận con này thì không thể nói được cái gì hết. Dây kéo cổ cực kỳ ấm, màu xanh ô liu và độ mới cao. Con này là tương đương với size L. Em đo cái nào, vai 49, 7-80 kg được không ta? Dài áo là 75. 70-75 thì đẹp. 70-75 là đẹp. 70-80 là body cực ấm, cực chật luôn. Này, nó không co giãn rồi này. 80 là sát rịt luôn nha, 70-75 cho em đi. Rồi chốt giùm em con này là 800.000 mã 60 để em đo bề ngang phát xem. Bề ngang của nó là 56, 56 thì tương đương với size L, L 7-80 kg. Tại vì cái thằng mà 7-80 kg là cái thằng co giãn, thằng compact co giãn, còn thằng này không có giãn. Chui cũng hơi mệt cho nên 70-75. Còn ai mà thích body cực đỉnh thì 80. 800.000 mã 60. Tiếp một con áo 4 túi này, màu khoai môn, mới keng. Chiếc vải caro của Mỹ luôn. Size gì đây? Small regular. Thằng này nó cấp phát mà chưa có sử dụng, chưa có tem luôn này. Màu khoai môn anh em. Vai của nó là 43 và dài áo của nó là 72, 43-72. Khoai môn đẹp không? Nói về 4 túi là tự dưng bận vào nó đẹp. Đẹp hẳn lên hả? Anh em ha. Rồi con này cũng 60-70 kg. 60-70 kg. Ai ưng con này chốt giùm em 600.000 mã 59. 600.000 mã 59. Còn một bộ mưa nữa là hết line này này. Rồi, đây là một con áo mưa hai da nha. Áo mưa, áo đi mưa hai da của lính Mỹ. Size X large. Long. To và dài, đại to và đại dài. Cái mũ này em có thể đưa mũ cất vào đây nha. Không có xài mũ cất vào nha. 90-100 kg. Cao 1m7 trở lên. Dài áo là 83. Con này là 83 thì anh em phải cao 1m74. Con kia long mà dài có 80, con này 83 nha. Áo rất là mới. 96% không có dơ, không có gì hết. Mũ kem 600.000 mã 58. Anh em 90 kg trở lên mới vừa nha. 90 kg nha, nhớ giùm em này. Nhưng mà áo mưa thì không nhất thiết là phải vừa, miễn là chấp nhận là được. Còn lông này á, nó dài như thế này á, thì anh em cao 1m5, khỏi cần bần quần. Khỏi bần quần cho đỡ tốn tiền. Cao 1m5
nó dài là phải 1,5 m, là nó dài quá đầu gối luôn, là lần như ông quần lên khỏi cân bẩn quần. Chốt giùm em 600.000 mã 58 mới lắm, rất rất là mới luôn. Ông mưa lâu lâu nó mới về được một vài cái thôi chứ không phải có để mà bán anh em. Rồi một bộ cuối cùng của line này là bộ kaki không quân, kaki không quân tem full này ha. Bộ này là full tem này ha. Vai của nó là 44, dài áo là 75, nhưng mà cái cổ có vết ố ố một chút nhẹ rồi đó, tức là nó sử dụng rồi nha anh em. Đó, có vết in nút. Ôi con này vết in nút nó nứt luôn này, đứt luôn, vết in nút mà đứt luôn. Con này sao hôm qua mình ghép mình không nhìn thấy cái nút này ta. Con này có thể em sẽ đổi cho anh em một con áo khác nếu anh em muốn hoàn hảo hơn. Em có con áo nhưng mà nhiều áo mà sao mình lụm cái con này ghép vào nó lụm mất phí rồi. Rồi mới, quần thì đang mới đều và đẹp nha. Nói chung là áo cũng mới nhưng mà nó bị in nút một chút thôi. Em đo bề ngang này, cái bụng là 78, căng hết cỡ là 80, 78 căng hết cỡ là 80, dài quần là 102. Ai chốt bộ này 600.000 mã 57, anh em cứ chốt đi rồi nhắc em sẽ thay một quần áo khác, đổi một con áo khác để cho nó hoàn hảo hơn nha. Con này nó bị im nút, nó lủng lỗ rồi. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em sáng ngày mai 27 ta lại tiếp tục giao lưu ha. Chúc mọi người ngủ ngon ạ. Em chào.